xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì hai bác cháu đi massage. Giờ mình sẽ quay cho mọi người ở đó nhé. Mọi người cùng theo mình. Sân đánh cầu lông. Đây, bây giờ mình sẽ làm cái liệu trình này. Có dầu ấy đổ vào đây. Tí nữa mình nghĩ là khi mà ai mà động vào người mình thì mình sẽ ngủ. Tí nữa vào đấy là chưa đặt phát là ngáy ho o đấy mọi người ạ. Bây giờ mình quay cho mọi người coi, bắt đầu hành trình vào nhá. Đúng mùi xạ hương mọi người ạ. Mùi xạ hương đã thấy buồn ngủ đấy. Đẹp mát vào đấy, nghe thấy tiếng nước nó rích róc. Đây, quay cho mọi người coi đẹp lắm mọi người. Ở đây còn có cá nữa mọi người. Bấm huyệt rồi nhé mọi người. Phần bây giờ là phần mặt nữa, 30 phút về mặt nữa mọi người nhé. Nhưng mà mình không có quay, mình chỉ nói sơ qua cho mọi người nhé. Bây giờ là mấy các cháu là xong một cái lịch trình rồi đấy nhá. Đoàn dầu bóng nhảy này mọi người. Bấm huyệt đấy. Đấy, bây giờ là các cháu thay quần áo là đi ăn trưa. Chế độ đấy. Sẽ lấy miếng gà nướng. Mấy hôm nay mình cũng thèm gà lắm mọi người. Giờ mình sẽ đi lấy xăm. Fish. Yeah. Thank you. That one for the fish. Đây bây giờ mình. Last night we'll catch that one. Okay. That one have is local marination. Okay. Can you give me little bit? A little bit? Thank you. It's yeah. Okay. I'll give for the little bit. Yeah. Đấy, mình lấy này, nếu mà ăn hết thì mình sẽ cắm. Giờ mình sẽ thử miếng cá xem là ngon đến mức nào mọi người ạ. Ra ở bên trong ấy, cái thịt nó rất là ngọt, nhưng mà cái độ ướp ở bên ngoài da đấy, cái phần da thì nó gọi là vừa mặn mặn tới ấy. Bên trong thịt nó rất là ngọt, là vừa thơm vừa đủ những miếng thịt, nó là tuyệt vời, ngon lắm mọi người. Có miếng dừa này ăn thì nó là tuyệt vời đấy.
ăn béo béo mọi người. Ta mình thử miếng chicken xem ngon không. Nọ thì ăn gà tây rồi, người khác với gà này là cũng gà nướng, mà gà bình thường. Very good, tasty, very good the chicken. Mỗi lần mình ăn cá hay ăn gà bất cứ mình phải có một chút nữa. Bây giờ thì mình đã ăn xong rồi. Thank you. Mình đã ăn xong rồi. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Đây các cô gái rất là xinh đẹp ở Moody với mọi người ạ. Mấy người này là lễ tân ở ngoài đây rất là dễ thương. Mọi người nói chung là ở đây ai cũng dễ thương. Ngày nào cũng ăn giống như ngày nào. Bây giờ mình vào trong chỗ này ấy, mình quay cho mọi người biểu diễn tiếp tục ngày hôm nay nữa, là một chương trình khác. Mama Hoy is the name of the